Xin chào cả nhà của mình. Xin chào các bạn. Chồng Ngọc anh đang lắp ráp cái này mua về để có nướng thịt bằng than á, thì mình dễ nướng. Cái này Ngọc mua trên Amazon đó cả nhà. Tại vì nhà cũng ít nướng nên là mua cái này lâu 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 nướng lần được rồi. Bữa nay là mẹ Ngọc làm cơm tấm. Rồi vậy này, cái này là xong rồi đó. Không chỉ bỏ thao rồi cái này đây là đây ta. Để coi coi. Ủa vậy hả? Ủa còn này tại gì? Put that one in first baby. That one is where the coal stands. À, để Quynh nói là bỏ vô để cho cái thang nằm đây. Rồi xong rồi cái này mới nằm đây. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái này là bắt đầu là cái nắp. Cái nắp hồng lại nó chín á. Ba cái quay bưng. Người ta bán cho mình cái mình phải về mình tự đóng như vậy không cả nhà? Ốc vít rồi người ta nọ ta để vô đây nè. This is the air vent for the top. And this is the air vent for the bottom. Có cái tờ giấy hướng dẫn. Bảy em gì cũng mua về tự làm hết trơn. Nguyên cả nhà nhớ không? Mấy cái ghế này nè cũng tự lắp ráp. Okay. Rồi xong. Hello. Này đem ra ngoài là nướng là ngon lành này. Tự nhiên nằm cái thấy cái chị Di Trang pizza, cái thèm pizza ngang luôn cả nhà ơi. Đó, nên là order liền một cái pizza mà không phải là pizza bình thường nha. Pizza này nè, lần đầu tiên Ngọc ăn cái pizza này luôn á. Trời ơi, mà Ngọc tưởng Ngọc order cái pizza bự lắm mà ai ngờ đưa vô pizza cái chút xíu. Ông trời ơi, pizza chút. Ê, cái pizza bằng cái bàn tay à. Cái này là ranch. Đó, à, trời ơi, như pizza chân chay ăn không cái thương à. Thôi kể vậy được rồi. Ai cơm tắm không? Ai cơm tắm vợ nướng chồng quạt không? À, bây giờ là cái nướng của trai nội mà cái bắt than này cũng là nửa tiếng tới 45 phút nha cả nhà. Thật lắm cả nhà ơi. Ôi không trời biết cách cái than á, với lại hồi trưa mình không có đổ than ra mình phơi thêm. Quên cái mình bận cái đấy luôn. Ủa cái miếng nó chín rồi hả mẹ? Chín dĩa? Chín rồi nè con. Để ta. Để mẹ quét thêm miếng cái này nữa. Ba không lấy ghế ngồi ba. Thôi được rồi. Không, ăn cái này cái kiểu này ăn ngon. Cái miếng này là ngon nè. Ngon. Ăn cái nướng như vậy á, mình đốt lửa rồi mình nướng hơi cực chút cả nhà nhưng mà nó ngon hơn mình nướng bằng cái lò. Đúng rồi. Nướng cái lò nó khô, nó cứng á. Mà nhà thịt bữa nay á thì mình cũng không có mua được thịt cốt lết đầu mềm. Mình chỉ mua được cái thịt thịt cốt lết khúc trên thôi. Còn kia không? Để cái này lên để em quét cái đó. Anh cũng lụp chụp. Không, chay là no bụng rồi. Yeah. Chay là múc một chén cơm rồi con cho ăn bịch sữa chua rồi con cho quất vô ly sữa nữa rồi. Nó khỏe ra nó rồi. Còn Lì Quynh á, Lì Quynh là đang chờ cái này nè. Chút chiên ấp la. Nó khoái có ấp la. Trời ơi. Không, ăn miếng thịt này được rồi mẹ. Hả? Miếng thịt này thật cho đã một miếng thịt này. Yeah. À đúng rồi, cái này mới mua về nè mẹ. Cái gì? Cuối cùng muốn mua được đồ đủ rồi. Coi con quất không? Mà biết sao? Mua đồ đủ rồi này cái nó lên cái đó nó làm chiếm không gian ăn uống. Ha. Ờ, vậy cái mình phải né nó cực nữa. Đâu nè, đây ví dụ như cái này mà dựng đây đi rồi đồ ăn mình là dựng đâu? Rồi thí dụ như mình quay mà mình để vậy nè. Đó, rồi cái vậy hả? Bởi vì quay video không được nữa rồi cả nhà mình nhìn vô video mà thấy cái quạt quạt này đó nó choáng không gian đó, bởi vì mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui miết mà không mua là vậy đó, nhớ không gì. Rồi lên ăn phải ngồi né để cánh quạt đó nó cắt nữa đó, thấy không? Rồi về giờ sao? Bởi vì khổ. À chơi để mày ra mày quay cho ông bà cô chú coi con chơi cái kia ha. À chút nữa xong nhảy hả? Đó thầy xài bằng pin nè, mới về tức thì đó. Rồi vậy rồi sao để quay video. Ơi khó lắm. À, được rồi ha. Rồi đầy đủ rồi đó, ok rồi ngoài. Quạt nữa phải không? Hả? Quạt nữa không? Thôi quạt chi nữa. Được rồi ba. Còn vậy là nó đủ luôn. À còn miếng nè hả? Ừ. Miếng chiên luôn. Yeah, I trust you don't.
like when we sit here and that two thing like that, then it just không, cái đó là chỉ có cao với thấp thôi. Rồi vậy đồ ăn để đâu? This is not, this is, these would like go like right here. Vậy thôi bưng Ngọc vô cung, anh Công bưng cơm bưng đồ ra đây ăn luôn hả? Đâu Ngọc? Ăn đây luôn đi. I said left this one down because we don't have to. Đâu cũng được. Thôi bưng nhà ăn đi. Rồi giờ mẹ cắt thịt ra nè. Đó, cắt vậy ra cho dễ ăn. Rồi còn cái này là của mẹ nè, có đồ chua nè. Rồi để coi cái đồ đủ rùi này sao, này sao nha. Đựng cái đồ đủ rùi đó coi làm sao. Thơm á. Thôi kệ nó, mẹ mấy trái để ăn thơm 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 thôi chứ có không gì. Cái đen quá. Không, không sao đâu, không đen lắm. Không đen lắm đâu, ăn nó phải có cái thơm, thơm lâu lâu mình mới ăn lần mà. Ăn cái đồ đủ rùi giống như trong chống gió vậy. Cái này của ai mẹ? Của mẹ, nhưng mà để mẹ lấy miếng kia qua, mẹ cắt miếng khác vô. Đó, dễ ăn không? Chay là ăn rồi luôn, chay hồi nãy cái thịt đó là mẹ làm lên mẹ làm nãy mẹ ram, cái kiểu mẹ ram. Mẹ ram đút cho nó nguyên một tô luôn. Ăn được không con? Nguyên một tô ăn luôn. Rồi xong rồi cái cho quất thêm bịch sữa chua, rồi cho quất thêm sữa đồ nữa. Ôi trời ơi. Tại bữa nay nó học xong á hả, tới cũng 4 giờ mới xong. Bởi vì mình chăm sóc cho nó, chăm sóc được có nửa buổi à, nên là ráng. Nay chút học. Nữa nó đi chơi với ba nó nữa nè. Nay học 2 3 chớp. Đi chơi với ba nó, chút nữa đi coi hockey. Giống như là một cái món quà sinh nhật để dành cho nó thời gian nó lên trường không biết làm sao mà nó đòi coi hockey, nên là bữa nay gần nhà Ngọc có một cái hockey game. Rồi giờ đi cho nó vô cái stadium á, để người ta cái chỗ mà sân vận động để người ta chơi môn thể thao hockey á mẹ. Ừ. Đó. Rồi đủ rồi phải không con? Đủ rồi, bốn người bốn dĩa hả? Gì dữ vậy? Hockey is called arenas. It came with four of them. Không, bữa nay con biết thấy mà làm gì dữ vậy? Bữa nay không có rồi, nhưng mà có biết sao mình nướng có than lửa khói nè, nó đâu có dám lại. Hèn chi sao bữa nay thấy mấy không thấy mấy bạn ấy. Bữa nay y như là cái show vậy đó. Cái nước mắm. Xin chào cả nhà. Hello everybody. Xin chào tất cả mọi người. Rồi mời cả nhà cùng ăn với lại gia đình của Ngọc nha. Rồi. Yes. Nay chiều hôm nay cơm tắm. Thì Quỳnh là thường thường là không biết ăn gì. Or cơm sườn. Cơm sườn. Cơm sườn. Cơm sườn. No no, không có sướng. Cơm sườn. Cơm sườn. Yeah. You don't cơm sướng. It's a different thing. Okay. Cơm sườn. Cơm sườn. Rồi ok. Thì Quỳnh nó khoái đứng ấp la lắm mà thiếu. Có nước mắm không? Ủa, không có nước mắm cho đi Quỳnh hả? Cái ăn này ăn nước mắm chứ. Hai đứa ăn chung chén đi. Mày múc thêm. Thì Quỳnh là ở đó Việt Nam là cho muốn ăn cơm tắm là tự đi bộ. Bước qua ăn cơm tắm. Cơm tắm của đi Quỳnh là mắc tiền. Cơm tắm của đi Quỳnh là hai miếng thịt hả? Hai miếng thịt. Gì dữ rồi trời. Đó sao nó con ăn a lot. Mẹ còn thịt kìa nha con. Có muốn ăn nữa thì lấy thêm nha. Have a lot of meat. So. À, Ngọc thì ăn là không ăn. Mình ăn nước tương. Ăn tấm nước tương. Không, để em ăn thử một miếng không cái coi. Xin mời cả nhà ăn tối với gia đình mình nha. Bữa nay mình nướng sườn cốt lết cả nhà ơi. Thấy cái quạt quạt quay quay đó là thấy không hiệu quả rồi đó. Trúng mặt. Để lên đây thì cả nhà mình chóng mặt, còn để dưới thì thấy không được gì vô gì. Thấy không? Bởi con cứ suy nghĩ hoài vậy, con chưa mua là vậy đó, lý do chị đó. Đâu có để lên bàn ăn quay phim, đâu có lấy đồ đủ rùi được chị nào. Không quay phim á, mới mua cái đồ đủ rùi được. I didn't need this and the salad bun. Just for future reference. Ngon, thật ngon. Ngon. Ngon hả? Ngon. Ok. A very big pieces. Yeah. Nó có cái thơm thơm của mùi ấy. Mùi than á. Mùi than. Than như thế. Bigger than mà kêu cơm. Cơm mà nếu mà cơm tắm nó ngon nữa. Bữa hổm mẹ coi ở đâu bán có bán bịch cơm tắm. Hình như chợ Hàn Quốc đó, có bán bịch cơm gạo nhỏ. In Vietnam I'd have to order. Hả? Sườn hai cái. Sườn hai cái. Cái còn kìa con. Không, Điều Quỳnh á, Điều Quỳnh nếu mà ở Việt Nam á. Việt Nam. America. Là ăn sườn hai cái là ý tại vì miếng sườn của Việt Nam nhỏ quá. Hình như bữa hổm em đi chợ Hàn Quốc thấy có gạo tắm nữa. Không phải bà nói cái như bà thấy cũng hơi bị nhiều á. Tức là những
anh em Việt Kiều ở nước ngoài về, hay là tất cả những người mà đi tới mà thăm đi du lịch ở Việt Nam mình á, cũng đều rất thích những cái món ăn Việt Nam nha. Thích chứ anh không? Thích dữ lắm à. Phở này, cơm sườn, cơm tắm, đồ này kia các nọ, tất cả những món ăn Việt Nam. Ngon. Ngon lắm á. It's actually working pretty good. It's actually working pretty good. I don't see any. Usually there be four or five. No, because today it's not fish. Smoke and stuff like that. There's a smoke today. Bên mì rồi. Cái này mà mẹ nướng được cái thịt mà cút lết đầu mềm nữa kìa. Là nó ngon nữa. Tại cái đầu này là cái đầu dưới nên nó hơi khô. Nóng vậy là được rồi. Vậy là nó ok rồi. Nấu khô đâu. Mềm mặn, cút lết đầu mềm ngon á. Quên bỏ nhiều nước mắm quá. Mặn rồi không? No, it's good for me. Nước mắm thì chỉ bằng ăn hôm mát thôi. Somebody make it plain, somebody make it a little salty. So you have to taste it before you put more. Ướp tới từ sáng tới chiều cũng tắm. Tại mẹ làm nước nhiều quá. Mình làm nước sốt nhiều quá cả nhà. Rồi mình ướp cái thời gian ngắn á, nó cũng thấm. Còn mình làm nước sốt ít á, nước mình ướp ngắn quá nó không thấm được. Nên là sáng em làm nước mắm nhiều. Như em thấy bây giờ đi đi du lịch á, người ta đi du lịch ở mấy cái vùng cao ở ngoài quê mình ở ngoài bên Việt Nam á. Mấy cái vùng cao như Sapa, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi đó, em thấy không? Bây giờ tất cả những cái món ăn là của Việt Nam, phải nói là mấy cái chỗ khách du lịch họ đó rất lạ mà đến mấy chỗ đó. Con thấy ngộ không? Hành là con không ăn, nhưng mà hành phi thì ăn được hả? Mở hành thì ăn. Ngộ. Chứ mà còn mà rắc hành vô súp là Ngọc không ăn. Tại vì không biết. Do nó còn hanh hay sao, tại vì cái này chín nhiều rồi, nhưng mà hành á, mà hành phi này nè. Ồ, hành, mở hành này Ngọc chỉ ăn cái lá hành thôi, chứ cái cọng đầu hành Ngọc cũng ăn nữa. Cái cọng nó nằm lắm, cái lá nó không có nằm lắm. Như nãy lúc mà nướng thịt này nè. Mẹ có kể là cái câu chuyện mà ngày xưa á, lúc mà cậu hai đi lên Sài Gòn, lần đầu tiên đi lên Sài Gòn lập nghiệp á. Ngày xưa không hai mà hai không phải ở Bến Tre nha cả nhà. Ở Bến Tre. Xong mình lên Sài Gòn ở chắc mười mấy năm rồi mẹ. Xong bây giờ rồi mới về lại Bến Tre chắc cũng 10 năm không? Phải không? Đó. Hồi xưa là mẹ em thấy cậu hai mà hai ở dưới quê không có làm gì. Cái chỗ mà mình ở khu phố ba là chỗ đó là học sinh đông. Rồi chiều á thì ở trong cái xóm khu phố ba ai cũng ra đó ăn uống, ăn chiều rồi chơi nữa anh Công ha. Thấy đông quá cái mình nói hả anh hai chị hai mình lên đi, rồi bán chuối nướng. Rồi á hả buổi sáng hai vợ chồng mình đi buôn bán, buổi chiều về phụ làm chuối nướng cho anh chị bán với đứa cháu nữa. Còn á hả mấy đứa cháu trai của mình thì cũng đi học Sài Gòn luôn hết. Cái bắt đầu á hả con Ngọc nó học được lúc 2. Đó còn nhỏ lắm mẹ. Lúc đó còn học lắm. Lớp 2. Lúc đó con chưa lên Sài Gòn luôn. Chỉ đi lên thăm mẹ. Nghỉ hè con lên. Con học lớp 2 xong rồi cái nghỉ hè con lên con chơi với mẹ. Rồi lớp 2 là 7 8 tuổi. Rồi cái bắt đầu để con về là con nhập học vô lớp 3. Mà nó nhỏ con như con chày vậy cả nhà, nhưng mà nó rất là lanh luôn. Mình bán chưa mà con lên chơi 3 tháng hè là nó chơi vòng vòng ở trong cái khu phố đó là nó quen hết à. Nên á cậu hai bán chú nướng chiều là mình ra cũng đi giao thiệp như chay vậy đó. Cái đầu hẻm khu phố ba nướng chú nướng để bán mà. Con Ngọc thì ở trong cái xóm là nó chạy vòng vòng nhà này nhà kia nhà nọ vậy á. Tại vì ở trong đó là mình ở lâu quá thì cũng quen với mấy em út ở trong đó hết, mấy anh chị em. Nhưng được. Mà mẹ ở thôi, cuối cùng con lên chơi. Con lên chơi thôi. Nhưng mà mấy trong xóm đó cũng quen biết bạn bè với ba mẹ hết rồi. Chứ tới năm lớp 5 con mới lên Sài Gòn. Lớp 4. Lớp 4. 4 con lên Sài Gòn. Lớp 4. Rồi học năm lớp 4, cái năm lớp 5 nữa là mới thi chuyển cấp lên lớp 6 là trường Quang Trung á. Là nó chạy đi vậy á, cái nhà nào mà chịu ăn cái là nó chạy ra mẹ nướng cho cô đó mấy trái, mẹ nướng cho cô kia mấy trái là nó nói quạt than quạt lửa không kịp luôn á. Ý là nhà. Đi mời từng nhà. Cậu hai con có bán chú nướng hả? Mẹ kể con mới nhớ câu chuyện chứ còn không con cũng không nhớ câu chuyện luôn.
Rồi anh chịu mua cái là con chạy vô, con chạy ra con kêu mẹ mẹ. Cô Sáu mua mấy trái rồi chú Kiển mua mấy trái rồi vậy đó. Không mà ngày xưa tôi hay làm chú nước ngon, tại sao? Ngon lắm. Quê Bến Tre nên làm nước cốt dừa ngon lắm cả nhà. Bán đắt lắm cả nhà ơi, chiều á ông ngoại chay á hả rất là mê đánh cờ tướng nha. This is good. Nhưng mà chiều là phải ra phụ với anh chị mà chứ không bán không kịp, bán đắt lắm. Bởi vậy á hả mấy cái cô mà tổ trưởng đồn ở chỗ khu của ba thấy buổi sáng thì mẹ với ba đi bán cho mình, buổi chiều thì bán phụ khổ hai, nên nó mấy cô đó thương lắm. Nó mình ở dưới quê mình lên mà mình chịu thương chịu khó hả? Chịu thương chịu khó mình lo làm. That's good to clear the pallet though. Clean the pallet. Cũng vui chứ anh con hả? Ở cái nằm mấy cái năm ở dưới khu của bà anh vui. Nghĩ là vui chứ. Mình ở đâu mình cũng có cái tình cái nghĩa chỗ đó. Nghĩ mới đây mới đó mà. Đi đó mình nhớ. Mấy chục năm rồi em ơi. 22 năm rồi cái à, nói chứ. Nhắc cái câu chuyện vậy chứ 22 năm rồi. Oh no, yeah, very good, very big. Ai ăn cũng không hết. Một lần có rồi, dĩa cơm luôn mà. Con ăn hết rồi nè. Mình bà bầu là ăn hết luôn á. Trời đất ơi, no. Because it's a different cut of the meat. It's not the meat with the bone where it's just a little bit. It was like a big fillet of pork. Cooked the same way. So what? That's why it's so much left. It's because you when you eat it, usually that just that part with the meat is enough for it. Thì Quỳnh ấy, thì Quỳnh nhớ Việt Nam là người ta làm là có miếng sườn nữa. Thì là cái đó nãy mày nói phải không? Cái mà có miếng sườn phải không? Còn cái này là cái miếng sườn có cây hả? Không. Miếng sườn cây. Giống như không. Cái cốc lết á là người ta chỉ tệ miếng xương vuông vuông ở dưới. Thì đó cái miếng xương mình cầm đó, cầm như nè. Còn cái này á là mình mua ở bên đây là người ta cắt nạc không luôn, không có exactly xương, có gì hết. Gái mình chỉ từ bữa từ lúc mà có bầu đến giờ đó. Mà bà thấy là ăn hơi bị nhiều á. Từ hôm lúc 4 tháng tới giờ thôi. Chứ mà từ buổi đầu tới 4 tháng đâu có ăn được đâu. Tỏi rồi tỏi mà. Không, mà ăn ngon mẹ. Ăn gì bông cải này, cái bông cải này là con mua ở trong siêu thị người ta xào mà xào ngon nha. Không có là ấy ta tỏi ra rồi để nguyên cái rồi xào. Mẹ thử ăn tỏi mẹ. Mẹ thử ăn tỏi coi. Ăn y chang như khoai tây vậy. Mẹ ăn thử đi. Con này đó mẹ cũng không. Tôi thử không thử. Không có mùi hanh hiết gì hết, y chang như khoai tây. Đúng chưa? Con ở đó cũng y như mẹ vậy đó. Không dám ăn. Mà ai ngờ ăn xong như khoai tây, anh bảo anh suối con ăn xong ăn như khoai tây vậy đó. Cái là bây giờ mỗi lần mà thấy tỏi nướng tỏi đồ này kia là con ăn hết. Tỏi nướng chắc mùi hơn tỏi này. Very good. Hồi đó mà lúc mà mẹ với ba Ngọc lên Sài Gòn á, là Ngọc với anh Bảo còn dưới quê với ông ngoại á, 2-3 năm sau mới lên, chứ không phải là mẹ ba đi Sài Gòn là đi theo đâu, không có đâu. Rồi hả hè rồi mới được lên đi chơi, hoặc là lâu lâu mẹ ba mới về một tháng hay 2 tháng. Tháng nào ba cũng về. Tháng là một tháng mới về thăm lần. Thế còn ông là ở dưới là ở với lại ngoại với lại ở với chủ yếu ở với cậu Tám. Ngày xưa Ngọc ở cậu Tám mà ngày xưa là con có lúc thì con ngủ ở cái chòi, hai anh em ngủ trong cái chòi với ông ngoại. Cái chòi đó chòi lá ha mẹ ha, rồi chanh vách lá. Rồi có lúc thì xuống nhà cậu Tám ngủ cậu Tám, mợ Tám với thằng Sang. Rồi đó là bởi vậy ở dưới quê là đó thân với thằng Sang nhất. Thằng Sang con cậu Tám á cả nhà. Đó là xa thân với nó. Chứ còn không có thân với thằng Tùng đâu. Thằng Tùng là lúc đó đang sinh lên Sài Gòn rồi. Chính lên Sài Gòn trước mẹ mà. Đâu chính lên Sài Gòn trước mẹ Ngọc á. Lâu lắm. Rồi chính lên Sài Gòn trước mẹ Sáu luôn. Đâu. Đúng không mẹ? Đúng rồi. Chính là người là lâu nhất luôn. Nên thằng Tùng là nó đẻ ở Sài Gòn với Bến Tre ta. Tùng đẻ Bến Tre được 2 tuổi lên Sài Gòn. Thằng Tâm ở Sài Gòn luôn. Tâm thì đẻ ở Sài Gòn. Tâm nhút nhát á. Nên là ngày xưa là thân với lại mấy anh con của cậu Hai với lại Sang. Nó nhiều rồi đi cứ đi vòng ra ngoài chợ đó. Ngoài chợ mà cái chợ mà quay cả nhà con mà đi mỗi lần đi về Việt Nam là đi cái chợ đó đó. Là cũng bởi vì nguyên cái chợ đó ai cũng biết Ngọc hết trơn. Đó là cái sáng cái đi ăn sáng xong rồi cái đi chơi vòng cái đi ra cái gì cũng đi với Sang hết trơn. Tắm sông tắm đồ. Ở chỗ nào nó cũng phải có một cái kỷ niệm ở chỗ đó.
Đúng rồi. Cũng như ba đó, từ khi mà ba có gia đình mới về Bến Tre, ba lập nghiệp, ba ơn mẹ. Ba ở dưới đó ba cũng có một cái kỷ niệm ở Bến Tre tuyệt vời. Ba không về. Đó. Rồi ba về Sài Gòn ba ở, rồi ba cũng có cái kỷ niệm ở Sài Gòn tuyệt vời. Đó. Tính ra ba chỗ nào cũng tuyệt vời. Tính ra là ba ở Bến Tre nhiều hơn ba ở ngoài Quảng Nam á. Đúng rồi. Nhiều hơn Bến luôn. Bến Tre nhiều hơn Quảng Nam. Và mỗi lần Bến Tre mà đi về Long Khánh nhà nội một cái nó sao một cách vời vợi. Đi đâu hồi cái thời đi xe đò á. Đò xe thang đó. Hồi đó đi là đây. Ba hai tiếng xe anh đâu hả? Hai chuyến phải đi từ hai nhà chuyến. Mình xuống thị xã xong mới bắt cái xe đi Long Khánh. Ôi cha ơi sao cách bắt xe về Long Khánh, trừ Long Khánh vô nhà cái nữa. Ba chặn xe mới tới nhà nội. Sáng đi sớm. We say when Bến Tre when I was little. And from Bến Tre to go to bà nội house. To visit bà nội. So far away. Đó, oh yeah. So far. Even now it's far away. 8-9-10. But now we go by our own car. Yeah. Before we gotta go by like a whole van and go with everyone. Oh, bây giờ to everybody else đi to stop xe. First. Yeah. Máy lạnh đồ không à. Hồi xưa đi xe nó chen chúc. Thì cực có lắm máy mà lạnh. Không có máy lạnh nữa không ha. I swear. Rồi bây giờ lại có cái dịch vụ nữa. Dịch vụ đưa rước tận nhà luôn ha. Nó sướng. Bởi vậy thời đại càng ngày càng tân tiến mà càng sướng luôn. Chứ hồi xưa đi cực lắm. Từ Bến Tre mà đi lên nó 5-6 tiếng đồng hồ. Ừ. Rồi đi xe đò á. Quá cực. Cái gì cũng vậy ha. Gì cũng qua. Có thời gian. Như hồi nãy con mới vừa coi lại cái con trai nó ngồi nó coi một cái kênh YouTube. Ừ. Mà cái kênh YouTube nó quay á là thử thách là trở lại những cái năm ngày xưa. Rồi có những cái cuốn băng mà cái băng dặn ra cái lỗ nè. Ừ. Cái con trai nó ngồi nó coi cái đó con nói chay, con đâu có biết mấy cái này đó. Ừ. Ha, còn cái tivi mà cái tivi bự chà bá vậy nè, trắng đen á. Con nói chay con cũng đâu biết mấy cái này đâu chay. Thấy không? Hồi xưa mà cái thời đại con thì may mắn biết. Hồi xưa cái thời của ông ngoại bà ngoại với thời mẹ ha. Cái thời của con cũng vẫn còn coi bằng cái băng đó mà. Có ý là mẹ nói là con nói với con trai á. Là thời của ba với mẹ với thời của con đó, và con trai nhìn nó không biết cái vụ đó vô vụ gì cái thời con trai mà bây giờ cái đĩa nó sẽ cũng không còn biết cái đĩa là này sao luôn, từ cái cuốn băng nó mới thành một cái cuốn đĩa. Ừ. Bởi nhiều lúc á mẹ đi xe ráp rồi kia anh không. Ừ. có nhiều anh kể tôi hồi xưa tôi khổ lắm mà giờ tôi kể con tôi nói tôi nằm mơ. Ừ, đúng rồi. không tin hồi không xưa tin. Cái thời đó quá khổ quá. Kể nó nói giống nằm mơ. I'm telling everyone about Jay that was watching the YouTube channel that had the big TV. She would never know. She can't even imagine. Oh, you're talking about, yeah, the rồi, TV. Rồi, còn cái thời mà còn cái anten nữa. The TV's in the 90s. Rồi, hơi hát chút có phải chạy ra. Chạy ra dặn vậy nè, dặn anten. Con nhớ con đứng con dặn. Cái nhà mà ở trên Sài Gòn mà mình còn dặn cái anten á. You can't say big TV, you gotta say thick TV. Yeah, thick. Because now the TV's are big, but đúng real hướng thin. Để cho nó rõ, thì để nó hộp không. Nhưng mà có một người say, một người phải đứng ở dưới coi canh. Được chứ. Hướng này. Vui thiệt chứ. Còn nhiều lúc cái chuyện TV mát á lại đập vậy nè, bập vậy nè, cho đỡ mát. Video tapes. Vui chứ bộ. Yeah. Bây giờ ăn chay rồi hay không cái thời nó là không biết những cái vụ đó rồi. Mà hồi nó đâu có xài điện đâu, con xài bình đó con nhớ không? Bình cái nhiều lúc đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mà nước quy hết bình cái rồi thông. Thời ăn chay là bây giờ phóng tên lửa lên cung trăng. Không biết rồi. Things that these kids won't know about. Now see all no rocket. Yeah, we still gotta find a rocket that's launching and go one day. Yeah. Mỗi thời đại nó văn minh lên chút xíu. Thì sao? Văn minh riết thì giờ mấy đứa nhỏ, trời ơi, quá sướng luôn. Sướng. Bánh kẹo thì ăn không hết. Phủ phê. Ừ. Áo quần thì bận không hết, trời ơi, cái gì cũng nhiều á. Rồi bây giờ, thấy không? Cái bây giờ nó dễ mua, dễ sắm. Còn như vậy chứ bây giờ ra chợ người ta bỏ ra 100-200 ngàn hay là 50-70 ngàn người ta cũng giờ, mua được bộ đồ rồi. Đồ giờ tính ra quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Chứ trước đây nói chung quy là mua quần mua áo nữa mua được bộ đồ là cũng khó khăn lắm. Hay là do mình không có tiền. Thứ nhất là vấn đề kinh tế không có tiền là một, cái thứ hai hồi nó cái đồ giải nó giải hiếm lắm con hiếm, ơi. Không? Cái gì họ nó sản hiếm. Xuất không có giống không có được nhiều như bây giờ. Hiếm. Như mấy cái bộ đồ thun lửng lửng đồ Ngọc ở Việt Nam mẹ bận bận đó biết nhiêu không? 70 ngàn bộ à. Đó.
70.000 bộ thì mấy chị em mình ở bên Mỹ tính ra có 3 đồng à. Chưa 2 đồng mấy giờ đô mắc lắm. Ừ đó. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình thích cái video clip này. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai nha. Bye bye. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà. I think these worked. That's, there's no more.